Đối với Cường mèo may mắn á, thì Cường có cảm nhận được là tài lộc, cảm nhận được sức khỏe, cảm nhận được sự may mắn, và cái tay quẩy quẩy nó cũng là một cái niềm vui. Thì Cường sẽ đặt ở những nơi mà Cường cảm giác đó là nhà. Bao nào? Thích không? Mèo may mắn thì ai cũng thích. Thì cho dù mình đặt ở vị trí nào đi nữa thì mình cũng mong nó luôn mang đến sự may mắn cho chúng ta, về cũng như là về sức khỏe, về tài lộc, về mọi thứ. Nên đặt ở công ty hay đặt ở nhà nó đều quan trọng như nhau. Nên có thể là Phúc sẽ đặt hai chỗ luôn. Thực bất ngờ là vừa tham gia được cái ngày hội đi bộ, vừa cho sức khỏe của mình và được tặng quà nữa. Không biết là cái Daily Wire này là món quà gì đây? Wow, là thêm sự may mắn. Đây là hai con mèo may mắn. Thì như nãy Phúc nói là sự may mắn là ai cũng muốn. Thì nên hai con mèo này cũng có thể trưng ở nhà và ở công ty để mang đến sự may mắn cho mình, ở đâu cũng may mắn. À, như các bạn cũng có thể thấy ha, đây là một chú mèo may mắn nè. Chú mèo này thường được đặt tại các địa điểm kinh doanh nè, rồi công ty, văn phòng các kiểu ha. Đây cũng là một biểu tượng của sự may mắn, tài lộc, thịnh vượng, thu hút, gắn kết, vui vẻ và hòa thuận các thành viên của công ty lại với nhau. Cảm ơn em công ty đã đưa hoa đi mặt của anh tặng quà. Wow, tuyệt vời quá, cảm ơn công ty rất là nhiều. Rồi, cảm ơn quý công ty đã dành tặng cho mình một món quà rất là ý nghĩa. Các bạn cũng có thấy ha, đây là một chú mèo may mắn. Nhận được món quà này thì Vinh cũng xin chúc quý công ty của mình luôn luôn thành công và phát triển nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn quý công ty ạ. Cảm ơn anh. Có lẽ là không chỉ riêng Sang đâu mà tất cả những người làm ăn kinh doanh đều muốn cái sự may mắn và sự thuận lợi cho công việc kinh doanh của mình. Và chính vì điều đó mà khi mà mở gian hàng này thì Sang cũng muốn rước những chú mèo may mắn đặt ở quầy của mình. Nhưng mà có lẽ là Sang khá là may mắn khi mà Sang chuẩn bị rước thì đã có những người bạn đến đây và tặng cho Sang hai chú mèo rất là xinh xắn như thế này. Và có thể nói là đây là hai chú mèo cũng đem lại khá nhiều may mắn cho Sang từ lúc khai trương cho đến bây giờ. Wow, nhìn món quà là thấy xinh, thấy đẹp rồi nha. Bây giờ Sang mở. Wow, một món quà rất là đặc biệt đến từ Daily Wire. Có cả hình như chú mèo rất là xinh xắn. Và Sang nghĩ Sang ngày hôm nay hoặc là những ngày sau nữa thì Sang quầy hàng của Sang sẽ gặp được rất nhiều may mắn từ món quà của Daily Wire này. Cảm ơn Daily Wire rất nhiều. Ngày hôm nay thì Sang cũng đã nhận được may mắn rồi, nhưng mà Sang cũng xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị. Mong cho tất cả quý vị sẽ có thật nhiều may mắn này, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn của mình. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn anh Vũ tham gia với ngày hội đi bộ sức khỏe vì gia đình và cộng đồng. Oh wow. Món quà rất đặc biệt. Anh có được để ấy ra coi không? Em mở ra. Anh mở ra ha. Quà đặc biệt gì vậy? Wow. Hồi hộp quá. Anh hãy cùng xem nha. Oh wow. Đó, đây ô, đẹp quá. Quà may mắn cũng chúc cho anh Vũ thật nhiều sức khỏe và luôn luôn nhiều bình an và hạnh phúc, thành công. Nguyên Vũ xin cảm ơn chương trình rất nhiều nhé. Và rất cảm ơn sự theo dõi cũng như là chú ý của quý vị. Có một món quà của Daily Wire gửi tặng đến cho ca sĩ Quốc Đại nha. Cảm ơn anh đã đồng hành với ngày hội đi bộ, một chương trình ý nghĩa như thế này. Anh có thể hé mở món quà đặc biệt này dành riêng cho mọi người khi cùng tham dự đây. Rồi. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Wow. May mắn nha. Dạ. Lucky cat. Đó. Hai mèo may mắn đó. Hai mèo may mắn. Đây là một lời chúc tốt đẹp nhất đến cho ca sĩ Quốc Đại sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, luôn tràn đầy năng lượng và chắc chắn sẽ luôn bình an và thành công nhiều hơn trong cuộc sống mình nha. Cảm ơn rất nhiều và Quốc Đại mong rằng là quý vị sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc như những chú mèo Lucky này nha. Đây là một món quà của Daily Wire gửi tặng đến cho anh Thơ nha. Chúc anh Thơ luôn thật nhiều sức khỏe, may mắn và gặp hết được nhiều thành công. Cảm ơn chị. Mình muốn mở quà không? À, không mở được hả? Ở đi. Ồ, quà riêng của anh Linh dành tặng cho mọi người đó. À, bên ngoài đó. Hello. Thích quá. Wow. Đẹp không? Đẹp quá. May mắn nha. Lucky cat là điều mà mong muốn mọi người luôn luôn may mắn, luôn nhiều năng lượng. Em cảm ơn nhiều.
bản thân mình đã cũng đã từng kinh doanh một cái quán nước nhỏ thôi, mình cũng có mang một chú mèo may mắn về là để ngay trên bàn thờ ông địa. Thì với bản thân mình thì mình không có tìm hiểu sâu, mình chỉ đơn giản tìm hiểu là về biết mèo quắt, tức là quắt khách vào và mang tiền tài lộc đến cho mình. Và đây là một món quà của đơn vị đồng hành với nhà hội đi bộ để đi qua, có muốn một món quà đến cho đi qua đến mèo may mắn nha. Có muốn khám phá không? Em muốn khám phá ngay bây giờ luôn á, nhưng mà có được không, có được mở ngay bây giờ không chị? Mời. Tức là một chú mèo hả? Hai chú mèo đó. Ủa mèo đâu? Ủa? Wow, mình nghĩ đây không phải là một chú mèo bình thường mà hay quắc quắc chúng ta để chân nhà đâu. Mình nghĩ đây là một mà rất nhiều chú mèo nữa sẽ mang đến cho quý vị những cái điều may mắn trong cuộc sống. Đến từ Daily White. Đơn vị đồng hành với ngày hội đi bộ gửi tặng đến cho Trịnh Thắng và Trịnh Hiếu. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe nhé. Mèo may mắn. Cảm ơn Daily White về món quà này nhé. Dạ, khúc này là khúc thích nhất nè, ai cũng thích là đập hộp hết trơn. Phần quà rất là sang trọng, elegant. Dạ. Wow, đẹp quá. Phải xin được cảm ơn ban tổ chức. Có một món quà rất dễ thương của đơn vị đồng hành Daily Quang đã tặng đến cho Lâm và mọi người nha. Cảm ơn Thư và cảm ơn đơn vị đồng hành Daily Quang đã tặng cho Lâm một món quà vô cùng ý nghĩa và dễ thương như thế này. Wow, ở đây Lâm thấy là có hai chú mèo rất là dễ thương và hình như đi đến đâu Lâm cũng bắt gặp những hình ảnh những chú mèo mang đến may mắn cho tất cả những chủ nhân. Và với hình ảnh may mắn của chú mèo này thì Lâm nghĩ rằng sẽ mang đến cho Lâm nhiều niềm vui nè, sức khỏe, tài lộc và thật thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều tiếng cười. Phải không quý vị? Và chúc quý vị cũng sẽ may mắn và hạnh phúc, nhiều tiếng cười giống như Võ Minh Lâm nha. Wow. Cảm ơn Daily Wire. Daily Wire